căng cơ phải lựa thợ có tay nghề, căng đánh còn sướng hơn điện tử. Tại sao lại thế nhỉ? Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy. Anh em nào có chuyên môn thì xác nhận giúp mình với. Ông anh bảo bán cho mình quả máy cơ 18 củ kèm dạy căng vợt free. Không biết có nên quất không chứ máy điện tử cùi cùi cũng 5-60 triệu rồi, hơi căng. Tại sao thuận tay phải thì mũi giày bên trái luôn bị mòn? Và tại sao nếu nó không mòn thì là do mình chưa có bộ pháp chuẩn? Thực sự khi di chuyển cầu lông nếu chỉ bước đơn thuần thì sẽ rất khó để với tới cầu. Chính vì thế mới có các bước kiểu dưỡn chân phải rồi kéo lê chân trái theo. Cứ mỗi lần như vậy là lại phải miết cái mũi giày bên trái xuống, dần nó thành mòn. Thế anh em đi một đôi bao lâu thì mòn bên chân không thuận, hay là lại không mòn tí nào? Em dâu long này hôm trước mới nhặt từ biển Đồ Sơn lên vẫn ngon lành. Bán quả dưa long này ở mai có ai mua, vẫn vẽ ra biển. Phần cán vợt bọc một lớp cuốn cán, một lớp cuốn cốt và một lớp băng dính đen thì lo gì. Phần trên carbon dính nước chẳng vấn đề. Bọc thử cho anh em xem thế nào nhá. Đầu tư tí con tiền đem lại tiếng cười cho cả nhà mà cũng phải hy sinh đác vật xuống biển đấy. Ôi không phải đùa đâu. Anh em đừng quên cuốn cốt và cuốn băng dính đen ở bên trong để bảo vệ vợt một cách tối đa. Đấy, nói chung là vẫn khô cong và cái lớp băng dính đen này rất quan trọng nhá. Đây là mẹ giếng ngày đầu tiên tập cầu cho cầm 100cc luôn, thì chị có cảm nhận thế nào? Mệt nhất từ trước đến giờ luôn. Ôi trời ơi, đúng cầu vào không? Đúng tròn tay vào. Quẹt. Tròn tay. Rồi, vớt mạnh lên. Kéo vào đằng sau, tròn tay lên cổ. Rồi, vớt. Lúc cục chân ra. Rồi, vớt mạnh cái hất ngang sang thôi. Rồi, tay trái ra ra, vớt gần người. Tay trái ra ra, vớt gần người. Vung cái vợt mạnh mình đừng vào. Chúng cầu vào. Đánh ngang cầu thôi. Đánh lên trời để cái mạnh vào. Rồi chúng cầu. Mạnh vào cuối là mạnh. Anh em chửi mình quá trời cái vụ nói về sự thiên vị giữa bóng đá và cầu lông. Nhưng thực sự nhiều thôn nhiều xã họ có 4 đến 5 sân chung cho dân tình chơi miễn phí. Quan trọng là cái ông trưởng thôn hoặc chủ tịch xã phải thực sự máu cầu lông. Một là ngân sách trên rót xuống, hai là cả xã đóng góp thì lo gì mà không xây được. Một xã mấy ngàn hộ, mỗi hộ một chút cho con em và người dân có chỗ thể dục thể thao. Như cái xã Chi Thủy của ông cầu lông chân đất thì có 4 sân miễn phí, mỗi tội không chơi được giờ hành chính thôi. Cầu lông và tennis thì môn nào chơi sẽ khó hơn và mệt hơn? Chắc chắn là cầu lông rồi, không phải bàn cãi. Mình đã chơi thử cả hai môn và thấy kỹ thuật của tennis không phức tạp bằng cầu lông. Các set cũng ngắn hơn và không phải di chuyển nhanh gấp như cầu lông. Thực tế là các vận động viên có thể chơi một trận tennis 6 tiếng, chứ cầu lông chỉ hơn 1 tiếng đã đuối lắm rồi. Cứ phải cuốn cốt vào làm gì cho nó phức tạp, cũng chẳng cần phải băng dính đen luôn, cứ thế cuốn cán thẳng vào. Ok, cái này là tùy sở thích của mỗi người chứ cũng không có quy chuẩn nào cả. Mình thì chỉ cuốn cốt một tí xíu gọi là cho nó êm êm tay thôi, nhưng không nhiều quá cộm tay rất khó đánh. Nốt quả cuốn cán gân cho nó trông săn trổ hầm hố. Ui trời ơi, lên hình cứ phải gọi là đẹp lung linh luôn. Cái ông ALP này rất vớ vẩn, suốt ngày tặng quà xong lại còn tặng nhiều. Ôi giật ơi, thôi đã bịa xuống à. Trêu cả nhà tí thôi chứ được tặng quà liên tục ai mà chả thích. Xem hôm nay được bao nhiêu cây vợt nào. Chưa từng thấy hãng vợt nào hào phóng đến như vậy. Vợt mẫu mã đẹp đánh vào phân khúc tầm trung giá rẻ, ai cũng có thể mua được về để chơi. Có anh em nào muốn ké một cây không thì mình cho, anh em mình bán chứ. Cho làm sao được. Hãy gửi video này cho thằng bạn đánh đơn thì khá ổn, nhưng đánh đôi thì không biết di chuyển, không biết phối hợp. Ôi giời và ơi, gây rất nhiều ức chế cho đồng đội. Thực ra mình phải gửi video này cho chính bản thân, để vừa đánh đơn tốt mà lại đánh đôi vẫn ổn, nó vẫn hơi khó. Anh em có phương án gì không nhỉ? Chứ mình toàn lắp bộ pháp đơn vào đánh đôi anh em chửi nhiều quá. Ngày đầu tiên anh cầu mà chồng em cho đánh 100 giết giết để cân chẹo cả thay. Thế là phải đổi sang cái này là có 10 cân. Nữ mới tập chơi thì căng vợt 9,5-10 cân là hợp lý. Hôm nay do mình quên vợt nên vợ mình phải đánh tạm 100cc về là kêu đau tay. Mẹ dứa bắt đầu hành trình tập cầu lông truyền cảm hứng cho cả nhà. Anh em cổ vũ tí nhá.